Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu món nấu món canh rau má nha, nấu với thịt lạc và bắt nước lên cho sôi lên. Rồi bây giờ nước nó đã sôi, mình sẽ bỏ thịt bằm vào. Nước nó sôi lên xong rồi vớt bọc, sẽ ăn với giúp bọt nha cả nhà. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ rau má vào. Nêm nếm gia vị một muỗng hạt nêm, xíu bột ngọt. Xíu muối. Nấu cho nó sôi lên bùng nữa.
canh rau má hôm nay sẽ ăn với thịt kho sả ớt heo ha. Lâu đổi món cho nó lạ. Thơm. Rồi, cái nồi canh này tắt bếp được rồi. Cho thêm miếng tiêu. Sao sáng chết. Rồi, vậy là xong. Đi lấy tô. Canh ra. Rồi, đợi cho cái nồi thịt này nó ráo chút xíu ha. Thơm quá. Rồi, tắt bếp hoàn thành. Hoàn thành thực đơn của chiều nay. Canh rau má đây. Xanh và non lắm. Thịt kho sả ớt. Đổi món ngày mưa. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong clip sau.
Bye bye.